Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, xin thân ái kính chào thầy quý bà chị em ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang bước vào trong những ngày Chủ nhật đầu tháng 12. Chúng ta sắp sửa bước vào trong mùa Giáng sinh. Và tôi xin gửi lời chúc Giáng sinh vui vẻ đến cho quý bà chị em. Ở Việt Nam thì chúng ta hưởng Giáng sinh ở trong tròn vẹn có 2 ngày thôi, đó là ngày 24 và ngày 25 tháng 12. Nhưng mà riêng đối với lại ở Mỹ và ở các nước châu Âu thì nói chung là toàn thế giới thì họ đã và đang chuẩn bị cho mùa Giáng sinh bắt đầu từ cuối tháng 11 cho đến hết tháng 12. Và đối với người Cơ Đốc chúng ta thì chúng ta biết rằng là Giáng sinh đó là một mùa chứ không phải là một ngày hoặc là một cái sự kiện nào đó mà thôi quý bà chị em. Và Giáng sinh là một trong những cái sự kiện quan trọng nhất và lớn nhất đối với một người tin Chúa. Bởi vì nếu không có Chúa Giêsu Christ thì không có ngày Giáng sinh. Và Chúa Giêsu ngài chính là nhân vật trung tâm của Giáng sinh hoặc là Noel. Cảm ơn Chúa sự tình yêu ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ đầy dẫy trên đời sống của anh chị em ở trong mùa Giáng sinh này, để chúng ta có Chúa thật sự ở trong đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta có Chúa thì đời sống của chúng ta sẽ đầy dẫy tình yêu thương, ân điển và vui mừng, và có một hướng đi, có một mục đích và ý nghĩa sống cho chính chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng đang ở trong một tuần lễ mà cả thế giới đang hướng về Qatar. Đó là đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup. Và cả thế giới cũng đang chăm chú theo dõi từng trận đấu, hầu như là mỗi ngày đều có những trận bóng đá. Và ở tại Việt Nam của chúng ta thì chúng ta cũng thấy được có rất là nhiều người đã phải thức đêm, thức hôm để mà theo dõi bóng đá. Có một cái chuyện tâm linh mà rất là kỳ thú, đó là cầu thủ bóng đá đá bóng, sút bóng ở bên Qatar, nhưng mà họ cũng có thể sút luôn cả những cái nhà cửa, xe cộ, iPhone, thậm chí là giấy tờ nhà đất, sổ đỏ, đá văng luôn của rất là nhiều người hâm mộ tại Việt Nam. Tại vì cớ họ đam mê cá độ. Là con cái Chúa chúng ta có thể giải trí bằng việc chúng ta xem bóng đá, hoặc là mỗi người chúng ta đều có những sở thích khác nhau, đúng không ạ? Có người thích chơi cờ, có người thì thích đi câu cá, có người thì thích xem bóng đá, vân 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 vân. Nhưng mà anh chị em ơi, chúng ta thấy rằng là những cái sở thích đó nó chỉ mang tính chất tạm thời mà thôi. Nó không mang tính chất của một sự đời đời ở trong tinh thần của Kinh Thánh. Ở trong Thi Thiên đoạn thứ 96, David đã chép thế này: tôi đã thấy sự cùng tận của mọi vật trọn vẹn, song luật pháp Chúa lấy làm rộng thay. Tất cả mọi vật trọn vẹn trên đất này, từ thể thao, giải trí, tất cả mọi thứ đó đều có cái giới hạn của nó. Nó không có một cái sự vô cùng vô tận, nhưng mà chỉ có lời Chúa là có một cái tầm ảnh hưởng vô cùng tận trên đời sống của chúng ta để người tin Chúa. Và trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 4 câu 18 chép rằng là: bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Chúng ta là con cái Chúa, chúng ta vẫn có thể dành thời gian rảnh để chúng ta giải trí. Chúng ta có thể vui chơi, chúng ta vẫn có thể xem những trận bóng đá để chúng ta giải trí. Nhưng mà anh chị em ơi, chúng ta thấy rằng là cái từ chăm ở đây đó nói về một thái độ chúng ta chăm chú, chúng ta chăm chút cho nó, chúng ta dành thời gian của cải, rồi chúng ta dành sức khỏe của chúng ta cho điều đó. Chúa không muốn chúng ta phải hao tâm tổn tứ bởi vì có những cái sự tạm bợ đó. Là con cái Chúa chúng ta cần phải chăm vào những sự không thấy được quý mài chen. Đó là điều gì quý mài chen? Đó chính là thiên đàng và những lời hứa của Chúa. Thi Thiên đoạn 119 câu 36 cho đến 37, lời của Chúa đã chép rằng là: xin hãy khiến lòng tôi hướng về chứng cớ Chúa, chớ đừng hướng về sự tham lam. Xin xây mắt tôi khỏi xem những vật hư không, làm tôi được sống trong các đường lối Chúa. David đã nói rằng là: xin Chúa khiến cho lòng của tôi hướng về chứng cớ Chúa, tức là lời của Chúa đó quý mài chen, và không có hướng về sự tham lam. Sự tham lam nó thể hiện ở trong những cái sự cờ bạc đỏ đen hoặc là cá độ. Và bóng đá cũng là một trong những cái sự cám dỗ rất lớn đối với lại những người có cái máu cờ bạc đỏ đen. Tôi thường trước đây đó, khi mà tôi còn trẻ đó, độ tuổi khoảng chừng 18-20 thì tôi rất thích coi bóng đá. Thậm chí là 2-3 giờ sáng tôi thức tôi coi những trận World Cup. Thậm chí là 2-3 giờ sáng vẫn còn lang thang ngoài đường để mà theo dõi những trận bóng đá như vậy. Nhưng mà khi mà bây giờ
Tôi đã đi hầu vì Chúa, tôi nhớ lại những khoảnh khắc đó, tôi thấy thật sự mình đã phí quá nhiều thời gian và công sức cho những cái điều hư không và vô bổ đó. Sau khi mà mình xem những trận bóng đá, mình thỏa thích ở trong cái thể thao đó thì tôi nhìn thấy mình được cái điều gì? Chỉ có những cái sự vui thích nó chóng qua như vậy mà thôi. Nhưng mà quý mài chị em ơi, có một điều mà chúng ta nếu vui thích ở trong nó, chúng ta ham thích và chúng ta tìm tòi, chúng ta làm theo điều đó, thì chúng ta sẽ được phước không những ở trong đời này nhưng mà ở trong đời sau nữa quý mài chị em. Đó chính là lời của Đức Chúa Trời. Tôi khích lệ quý mài chị em hãy yêu mến lời của Chúa, hãy yêu mến lời của Chúa, yêu mến sự hiện diện của Chúa. Quý mài chị em là người tin Chúa, chúng ta được Chúa ngài kêu gọi chúng ta bước vào trong sự yêu mến Chúa. Và Chúa Giêsu nói rằng là người yêu mến Chúa không phải yêu bằng môi lưỡi mà thôi, nhưng mà yêu bằng hành động. Nếu một người yêu Chúa thì người đó cũng sẽ phải vâng giữ theo lời của Chúa. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 21 chép rằng là ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Chúa Giêsu nói rằng là người yêu Chúa thì sẽ vâng giữ theo các lời của Chúa và điều răn của Chúa. Đôi khi chúng ta có thể nhìn bên ngoài và chúng ta thấy có người họ yêu Chúa hơn chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà không hiểu lý do vì sao một cái khoảnh khắc nào đó họ lại yếu lòng và họ lui đi. Họ tự nhiên họ chối Chúa hoặc là họ mà bỏ Chúa. Chúng ta có thể không hiểu được, ô tại sao mà người đó buổi nhóm chủ nhật nào cũng có mặt hết, có vẻ yêu Chúa lắm nhưng mà lại yếu đuối như vậy. Nhưng quý mà chị em chúng ta thấy rằng là ngay cả Phi-rơ là người theo Chúa 3 năm rưỡi, khi Chúa Giêsu nói rằng đêm nay các ngươi sẽ tất cả bỏ ta hết, nhưng mà Phi-rơ nói rằng là lạy Chúa, ai bỏ Chúa chứ có không bỏ Chúa. Nhưng mà đến cuối cùng thì Phi-rơ cũng chối Chúa. Quý mà cha, ở đây có ai chúng ta yêu Chúa như Phi-rơ không? Phi-rơ nói tôi liều mạng sống tôi vì Chúa, tức là ông sẵn sàng ông đứng ra ông chết cho Chúa. Nhưng mà đến cuối cùng thì ông cũng chối Chúa lẻo lẻo 3 lần. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái sự yêu mến Chúa nó có mức độ quý mà cha. Yêu Chúa không phải là chúng ta theo tôn giáo rồi chúng ta đi nhóm dự lễ nhưng mà lòng của chúng ta thì không sẵn sàng sống với là những gì mà chúng ta tin hoặc là chúng ta sống chết với nó. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng là có một sự khác biệt giữa việc yêu Chúa theo tôn giáo và yêu Chúa theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời, có sự khác biệt nhau. Theo Chúa không phải là chúng ta theo một cái đạo, nhưng mà chúng ta theo Chúa đó là chúng ta có lời của Chúa và vâng giữ lời đó. Amen. Và khi mà chúng ta vâng giữ lời của Chúa thì chúng ta sẽ thấy rằng là wow, đời sống của chúng ta có sự trung tính, trung thành theo Chúa. Dù là nắng mưa, sương gió như thế nào chẳng nữa, chúng ta vẫn đến, chúng ta thờ phượng Chúa. Không phải là chúng ta chưa có World Cup thì chúng ta đi nhóm trung tính, còn có World Cup rồi thì chúng ta thức khuya chúng ta coi World Cup nguyên một đêm rồi tới chủ nhật hôm sau chúng ta không có sức để chúng ta đi nhóm thờ phượng Chúa. Quý mài chị em ơi, hãy cẩn thận tấm lòng của chúng ta, bởi vì chúng ta đang sống ở trong những ngày sau rốt này. Ngày Chúa Giêsu Christ ngày trở lại đã rất là gần rồi quý mài chị em. Xin Chúa cho chúng ta luôn yêu mến Chúa và tỉnh thức để chúng ta giữ theo lời của Chúa. Amen. Ở trong Gia-cơ đoạn số 1 câu 25, lời của Chúa chép rằng là nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Vậy thì khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta hết lòng suy gẫm và làm theo lời của Chúa, thì chúng ta sẽ được phước. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ học về một chủ đề, đó là 7 phước hạnh dành cho người yêu mến lời của Chúa. Khi chúng ta yêu mến lời của Chúa, chúng ta làm theo lời của Chúa thì chúng ta sẽ được phước ở trong việc chúng ta vâng lời Chúa. Phước hạnh đầu tiên của một người yêu mến Chúa và làm theo lời của Chúa, quý bà chị em, đó chính là lời Chúa sẽ làm chúng ta được trở nên khôn ngoan. Ở trong Thi Thiên đoạn 111 câu 10 chép rằng là sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu, sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời. Thi Thiên đoạn 19 câu 7 chép: luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại. Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Lời của Chúa chúng ta thấy rằng là cái phước đầu tiên mà Chúa ban cho một người yêu mến lời của Chúa và giữ theo lời của Ngài, đó chính là Chúa sẽ khiến chúng ta được trở nên khôn ngoan. Và khi chúng ta có sự khôn ngoan của Chúa thì đời sống của chúng ta sẽ càng ngày càng đi lên trong ơn của Chúa. Quý mài chèm, sự khôn ngoan đó là điều cần nhất mà vua Salomon đã khích lệ chúng ta, rằng là sự khôn ngoan là điều cần nhất mà chúng ta cần phải tìm kiếm nó. Không phải chúng ta tìm kiếm tiền bạc là đầu tiên, hoặc là chúng ta tìm kiếm cái sự ảnh hưởng trên người khác, nhưng mà chúng ta cần phải tìm kiếm sự khôn ngoan.
Bởi vì nếu không có sự khôn ngoan, đời sống của chúng ta sẽ không thể nào được tiến lên trong ơn của Chúa. Châm ngôn đoạn 4 câu số 7 chép: sự khôn ngoan là điều cần nhất, vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan, hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng. Và chính sự kính sợ Chúa, sự vâng giữ lời Chúa, yêu mến Chúa, nó sẽ khiến cho chúng ta có sự khôn ngoan, quý mời xem. Và sự khôn ngoan của Chúa nó khác với sự khôn ngoan của đời. Sự khôn ngoan của Chúa là sự khôn ngoan từ trời, nhưng mà sự khôn ngoan của đời này nó là cái sự khôn ngoan đến từ đất và đến từ ma quỷ, xác thịt. Kinh Thánh có cho chúng ta thấy được hình ảnh này ở trong Gia-cơ đoạn số 3 câu 14 cho đến câu số 17. Lời của Chúa chép rằng là: nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những sự điều ghen tương tranh cạnh ấy, ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thánh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dễ lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Cảm ơn Chúa. Sứ đồ Gia-cơ đã nói với chúng ta rằng là cái sự khôn ngoan của Chúa nó khác với sự khôn ngoan của đời. Sự khôn ngoan của trời nó khác với sự khôn ngoan của đời, quý bà cha. Người Việt Nam của chúng ta có cái cụm từ rất là hay để nói về cái sự khôn ngoan nhưng mà cái sự khôn nhưng mà nó không ngoan. Đó là khôn lõi hay là khôn răng. Quý vị có thể hiểu được cái bản chất của cái từ khôn lõi đúng không ạ? Nhìn thì bên ngoài có vẻ khôn lắm nhưng mà nó không có ngoan. Cái khôn đó nó là cái khôn quỷ quyệt, cái khôn mà lương lẹo, cái khôn ma le đó quý vị. Đó là cái điều mà không phải chỉ Chúa đâu, nhưng mà ngay cả con người chúng ta cũng rất là ghét. Là Chúa ngài không muốn chúng ta phải ma le như vậy, quý mà cho em. Có nhiều khi là con cái Chúa chúng ta cũng không phân biệt được cái sự khôn ngoan của trời và sự khôn ngoan của đời. Chúng ta áp dụng những cái sự mưu mẹo, tính toán, những cái mưu kế của chúng ta để có được một cái gì đó. Nhưng quý mà cho em, là người yêu Chúa, chúng ta sẽ nhận được cái sự khôn ngoan đến từ trời qua lời của Chúa. Nếu chúng ta cứ trung tín vâng giữ các lời của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ có sự khôn ngoan. Và chúng ta không cần phải tranh giành, giành giật đấu đá để chúng ta có được một cái gì đó mà mình muốn. Nhưng mà nếu chúng ta cứ trung thành với Chúa thì Chúa có thể khiến cho những sự bất lợi của chúng ta trở nên có lợi cho mình sau này. Ở trong Kinh Thánh có nói về trường hợp của những người chăn chiên của Abraham với những người chăn chiên của Lot tranh giành nhau đất đai. Khi mà Chúa ban phước cho cả Abraham và cũng như cả Lot, cả hai đều có của cải tài sản và chiên bò lừa rất là nhiều, súc vật rất là nhiều, và thế là có sự tranh giành lẫn nhau về cái vùng đất họ chăm sóc cho súc vật. Và thế là Abraham nói với Lot là thôi chúng ta đừng có tranh cạnh nhau, bởi vì tất cả chúng ta đều là cốt nhục của nhau, anh em với nhau hết. Bây giờ nếu mà con chọn bên hữu thì ta sẽ qua bên tả, còn nếu mà con chọn bên tả thì ta sẽ qua bên hữu. Và cái thánh nói rằng là khi mà Lot nhướng mắt lên và thấy cả cái đồng bằng ở phía bên sông Giô-đanh nó rất là tốt tươi và tốt đẹp y như là bưởi đen, thì ngay lập tức Lot đã chọn lấy cái phần tốt nhất đó cho mình. Và thế là Abraham phải chọn cái phần kém màu mỡ còn lại ở phía bên kia. Nhìn thấy cái nhìn của xác thịt con người thì chúng ta thấy rằng là Lot quá khôn, không ai khôn hơn Lot. Ở quê tôi đầy những người khôn như vậy. Nhưng mà có thể chúng ta nhìn rằng là ô, Abraham sao mà ông dại thế, Abraham sao mà không chọn cái phần tốt. Tại vì Abraham là cái người có lời hứa của Chúa đúng không ạ, là người được Chúa kêu gọi có khải tượng. Tại sao ông không có chọn cái phần tốt đó mà lại để cho thằng cháu của mình nó lại chọn hết cái phần tốt, phần ngon lành như vậy? Nhưng quý mài cho em hãy bình tĩnh. Chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà Lot chọn cái phần tốt nhất cho ông đó, và ông đã dời trại mình đến Sodom và Gomorrah, đó chính là cái vùng đất mà Kinh Thánh nói rằng là dân họ phạm tội trọng. Và vùng đất đó chính là vùng đất mà Đức Chúa Trời sẽ giải tỏa sau này. Lot không biết rằng là ông đang chọn cái vùng đất giải tỏa, quý bà chen. Bởi vì sau đó chỉ có một vài năm thôi thì Đức Chúa Trời ngài đã khiến cho mưa lửa và diêm xanh từ trời đã đổ xuống trên khu vực Sodom Gomorrah và xóa sạch cái vùng đất đó. Tất cả mọi của cải tài sản của người dân sống tại đó và ngay cả gia đình của Lot cũng đã mất sạch hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà còn cái vùng đất cằn cỗi khô cằn còn lại của Abraham, đúng quý vị, thì cái vùng đất đó bây giờ nó trở thành vùng đất vàng. Nếu chúng ta tra cứu trên Google về giá đất của Israel bây giờ đó, ở ngay tại thủ đô Tel Aviv của Israel thì cái giá đất nó rất là khủng khiếp, quý vị. Ngày hôm nay một cái căn nhà khoảng 150 m2 thôi, 150 m2 nhà chung cư đó
4 phòng ngủ ở tại Tel Aviv có giá đó là hơn 30 tỷ đồng. Tôi nói là nhà chung cư nha. Còn nếu mà nhà cấp 4 như mình mà có sân vườn này kia đó, ở tại Israel là chúng ta không có thể nào đụng tới nổi. Giá nhà đất ở tại Israel là giá cao nhất ở thế giới quý mài chèm. Chỉ cần một thẻo bằng chân thôi là thấy rớ không nổi rồi, chứ đừng nói chi là một căn nhà nhỏ. Và Chúa ngày ban phước cho Abraham có một vùng đất, và nó là vùng đất vàng đó quý vị. Cho nên chúng ta thấy rằng là đôi khi có những khi mà chúng ta bị thiệt thòi, chúng ta phải ở trong một cái vùng đất khô khan, một cái chỗ nhỏ xíu như vậy đó. Không có gì gọi là có một cái tương lai, một triển vọng. Nhưng mà Chúa ngài có thể khiến cho cái chỗ nhỏ xíu đó đó quý vị trở thành một cái vùng đất trung tâm sau này. Và đó chính là cái sự khôn ngoan từ trời mà Chúa ban cho Abraham. Và cũng ban chúng ta ngày hôm nay là người theo Chúa. Anh chị em ơi, chúng ta đừng có tranh giành đấu đá, tranh giành đất đai, tiền bạc, của cải, địa vị. Đừng tìm cách để hại người khác hoặc là hạ người khác xuống để mình có thể trèo lên quyền bài chèm. Trong suốt mười mấy năm tôi theo Chúa, hầu vì Chúa thì tôi không bao giờ suy nghĩ rằng là mình sẽ làm ông này bà nọ hết. Ai muốn tranh giành cái gì thì cứ tranh giành. Có sao tôi nói như vậy. Không bao giờ nói thêm nói bớt, hoặc là không bao giờ tìm cách để nói xấu người kia để hạ người đó xuống rồi mình lên. Không, tôi luôn luôn tâm niệm một điều rằng ngày nào tôi còn sống tôi sẽ tôn cao Chúa và tôi sẽ cứ trung tín ở trong cái công việc mà tôi được Chúa giao cho. Nếu Chúa không ban cho thì chúng ta có tranh giành đấu đá như thế nào chứ nữa thì chúng ta cũng không thể được quý mãi chứ. Chúng ta đọc báo chúng ta thấy rằng là có nhiều khi á, là cha mẹ cho con cái mà chia không đều hoặc là không có sòng phẳng. Thương đứa này rồi không thích đứa kia. Rồi cái đứa mà nó không được nhiều của đó, rồi nó bắt đầu nó ghét cha mẹ nó và nó có sự tranh giành đấu đá lẫn nhau. Tại vì con người chúng ta không trọn vẹn mà, làm sao mà có thể vừa lòng được hết tất cả con của mình. Nhưng mà là con cái của Chúa, quý mài chị em, chúng ta hãy khôn ngoan theo cách của Chúa. Cứ chấp nhận phần thiệt về mình. Chắc chắn rằng sau này Chúa sẽ có cách để nhấc chúng ta lên, quý mài chị em. Amen. Nhiều khi chúng ta theo Chúa, chúng ta bị người đời ta nói xấu chúng ta rất là nhiều. Nói mày ngu quá vậy, sao mà theo Chúa, tự nhiên công ăn việc làm mày đang lên vèo vèo như vậy. Bây giờ mày bỏ rượu, bỏ thuốc lá, mày bỏ ăn nhậu với lại những người sếp, những người có chức, có quyền, có quan to. Tại sao tự nhiên giờ mày đi tu hay sao mà mày bỏ hết như vậy? Sao ngu vậy? Đang làm cái công ăn việc làm ở tại một công ty tầm cỡ thế giới mà tự nhiên bỏ công việc đó đi hầu vì Chúa. Và quý mài chị em ơi, có nhiều khi người ta nói những cái điều mà chúng ta cũng cảm thấy rất là bị sốc. Nhưng mà nếu chúng ta thật sự được Chúa kêu gọi và được Chúa ngài nắm giữ chúng ta trong bàn tay của ngài, thì quý mài chị em ơi, đừng có lăng tăng. Hãy tin rằng là cho dẫu lúc ban đầu chúng ta không có gì hết, chúng ta chỉ còn số không to tướng mà thôi. Nhưng mà nếu theo Chúa trung tín từ từ, rồi Chúa sẽ ban cho quý vị có nhiều hơn, gấp bội phần hơn quý mài chị em. Khi mà mới theo Chúa thì Phi-rơ cũng hỏi với Chúa Giê-xu rằng lạy Chúa, chúng con bỏ hết tất cả mọi sự đi theo Chúa, chúng con sẽ được cái gì? Chúa Giê-xu nói rằng là quả thật ta nói của ngươi, không có một người nào vì có ta và tin lành từ bỏ nhà cửa mà lại không được gấp bội phần hơn sau này. Những nhà cửa rồi cha mẹ, anh chị em, con cái, đất ruộng cùng với sự sống ở đời sau này. Chúa nói rằng là sẽ được gấp trăm lần hơn sau này nếu vì cớ Chúa và vì cớ tin lành mà từ bỏ tất cả nhiều đó. Quả thật rằng sau này Chúa ngài đã nhấc Phi-rơ lên trở thành một vị sứ đồ trưởng và ông có ơn của Chúa và cũng như là có tất cả mọi thứ. Quý ông bà chị em có sẵn sàng để trả giá theo Chúa như vậy không? Nếu quý ông bà chị em yêu Chúa, quý ông bà chị em sẽ được Chúa ngài ban cho cơ hội để trở nên một người khôn ngoan theo cách của Chúa. Amen. Người ta có chê quý ông bà chị em là ngu, là dở, là dốt, là cù lần, mặc kệ nó quý ông bà chị em. Hãy mặc kệ những cái lời của thế gian đó. Hãy cứ tiếp tục theo Chúa và nhìn xem Chúa. Đừng nhìn xem con người. Đôi khi bạn bè của chúng ta chê chúng ta, nói mấy tình lành này cù lần, cứ thắp nhang cúng lại mấy cái đi, có gì đâu được căn nhà. Làm cái chi mà không chịu thắp nhang, rồi không chịu lo hương quả. Gia đình bây giờ ra ngoài đường giờ không có chỗ để mà ngủ. Quý mài chị em, nếu vì cớ danh của Chúa mà quý mài chị em bị người ta khước từ đuổi đi như vậy đó, quý mài chị em là người có phước. Quý mà chị em không ngu đâu. Amen. Không ngu đâu. Nhưng mà chúng ta phải nói là quá khôn luôn. Bởi vì chúng ta biết được đấng mà chúng ta đang tin là ai. Amen. Có thể người thế gian người ta thấy Chúa của chúng ta là một cái đấng gì đó giống như trong chuyện huyền thoại, không có thiệt. Nhưng mà chúng ta biết rõ đấng mà chúng ta đang tin là đấng toàn năng, là Đức Chúa Trời của sự giàu có và rất là tuyệt vời.
Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 18 chép rằng là chớ có ai tự dối mình. Nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này, hãy trở nên dại dột để được nên khôn ngoan. Anh chị em thấy không? Nếu chúng ta muốn được khôn ngoan của Chúa thì chúng ta phải hạ mình xuống để chúng ta trở nên dại dột theo cách của đời này. Nếu chúng ta không dại đủ thì chúng ta sẽ không thể nào đủ sức để chúng ta theo Chúa được, quý mài chàng. Nếu giả sử một người tiến sĩ, một người có bằng cấp học vị, kiến thức uyên bác ở trong thế gian này muốn tin Chúa đó, thì người đó cần phải hạ mình xuống để trở thành con số 0 rồi mới có thể tin Chúa và theo Chúa được. Còn nếu mà mình cứ cho rằng là tôi là người học thức mà tôi là tiến sĩ mà tôi là ông này bà nọ mà, thì người đó sẽ không bao giờ có thể tin Chúa được, quý mài chàng. Muốn tin Chúa và có Chúa trong lòng của mình thật sự thì người đó phải trở nên dại dột, phải trở nên ngu dại theo cái nhìn của thế gian để được khôn ngoan theo cái nhìn của Chúa. Rồi đó là phước hạnh đầu tiên mà Chúa sẽ ban cho một người yêu mến Chúa, người đó sẽ có sự khôn ngoan. Và sự khôn ngoan của Chúa sẽ khiến cho chúng ta được trở nên hiểu biết và có sự kính sợ Chúa và tránh xa khỏi mọi điều gian ác. Người khôn ngoan họ đi đâu họ cũng sẽ được nhận biết bởi cộng đồng và những người xung quanh họ. Có thể khi chúng ta sống ở giữa vòng những người tội lỗi đó, chúng ta sẽ bị người ta chê mình là cái thằng ngu. Tôi ví dụ, chẳng hạn như chúng ta không có chấp nhận cái lời đề nghị của một cô gái nào đó để ăn nằm với mình. Mình nói với bạn của mình, bạn của mình nói mày sao ngu vậy? Mở dân tới miệng mèo không ăn. Sao mày ngu vậy? Nhưng nguyên bài chè mời đó là người khôn đó. Chỉ có người ngu dại mới xa vào trong cái chỗ ô uế như vậy mà thôi. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta nói cái điều này nó có vẻ hơi tế nhị. Nhưng mà khi mà những người không tin Chúa, họ không tin kính, họ ngồi lại với nhau, họ thích những cái gì nó ô uế tội lỗi cho thế gian lắm. Nhiều khi họ khoe, ô hôm qua tao mới nằm với thằng kia, ô hôm qua tao mới đi với nhỏ nọ. Họ khoe với nhau với mài chem, và đó là những cái điều mà chúng ta thấy nó là một cái điều xấu hổ. Nhưng mà đối với người thế gian, những cái điều đó lại rất là thích thú với họ. Và có thể họ thấy rằng là chúng ta là những người rất là ngu dại khi mà theo Chúa. Mày tu hay sao mà mày bỏ rượu, bỏ gái, bỏ bia ôm, rồi bỏ cờ bạc đỏ đen. Sống vậy còn cái gì nữa mà thú vị nữa. Đối với người thế gian họ chỉ có bao nhiêu đó thôi quý mài chèm. Đối với họ thì tội lỗi là cái điều thú vị. Nhưng mà đối với chúng ta là người theo Chúa thì lời của Chúa mới là thú vị cho đời sống của chúng ta. Amen. Sống trong sạch và thánh khiết sẽ giúp cho đời sống của chúng ta sẽ được bình an, yên ổn mãi mãi. Và nếu một người sống theo tội lỗi thì người đó sẽ không bao giờ có sự bình an. Phước hạnh thứ hai mà Chúa ban cho một người yêu mến Chúa, yêu mến lời của Chúa, đó là lời Chúa đổi mới tâm trí và biến đổi chúng ta trở nên người mới. Roma đoạn 12 câu 2 chép rằng là đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa với sự đổi mới của tâm trí mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 22 cho đến 24 chép rằng là anh em phải bỏ cách ăn ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Cảm ơn Chúa, ở đây lời của Chúa nói với chúng ta rằng là chúng ta cần phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí bằng lời của Chúa. Khi chúng ta được lời của Chúa thay đổi tâm trí của chúng ta thì chúng ta sẽ không có rập khuôn theo đời này. Chúng ta sẽ không sống giống như đời này, nhưng mà chúng ta sẽ giống như là Chúa Giê-xu, chính là người đến từ trời. Chúng ta sẽ mặc lấy Chúa và sự tươi mới của Chúa cho đời sống của chúng ta. Có những cơ đốc nhân khi mới tin Chúa chưa được lời của Chúa đổi mới tâm trí thì có thể chúng ta cảm thấy khó để mà chúng ta đi theo lời của Chúa lắm. Chúng ta vẫn còn đi dẹo hai bên đó quý vị, nửa đời nửa đạo. Điều đó tự nhiên thôi, ai chúng ta cũng vậy. Ngày trước tôi cũng vậy, chưa hiểu lời của Chúa, chưa được lời Chúa đổi mới thì chúng ta vẫn còn yếu đuối. Nhưng mà chúng ta không nên bỏ cuộc, quý mài chị em. Hãy tiếp tục tiến lên trong sự đổi mới tâm trí của chúng ta. Hãy để lời của Chúa đổi mới tâm trí của chúng ta, để chúng ta thấy rằng là sống theo lời của Chúa là con đường của sự phước hạnh trọn vẹn. Và khi chúng ta được đổi mới tâm trí thì chúng ta mới có thể biết được là ý muốn của Chúa là tốt lành, ý muốn của Chúa là đẹp lòng, ý muốn của Chúa là trọn vẹn trên đời sống của tôi. Trước đây tôi chưa hiểu được tại sao mình tin Chúa, mình phải từ bỏ tội lỗi, mình phải tránh xa khỏi thế gian và tránh xa khỏi những cái chỗ ô uế. Nhưng mà khi tôi đọc lời của Chúa, càng đọc lời của Chúa tôi thấy rằng là thật sự nếu mà mình ham thích tội lỗi thì mình sẽ không thể nào nhận lãnh được những cái sự ban cho của Đức Chúa Trời, nhất là ơn phước của Chúa ở trong lời của Ngài. Và cảm ơn Chúa, khi mà lời Chúa đổi mới tâm trí của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái quan điểm nhìn con người khác hơn so với là trước khi chúng ta chưa được đổi mới tâm trí. Khi tôi chưa được đổi mới tâm trí thì tôi lúc nào cũng suy nghĩ về mình thôi. Cái gì cũng là mình,
ba mẹ phải cung phụng mình, ba mẹ phải mua xe cho mình, ba mẹ phải thế này, ba mẹ phải thế kia cho mình. Giống như mình là ông nội của cả vũ trụ này vậy đó. Mình giống như là mẹ của thiên hà vậy đó, ra đường là mình chỉ là chạy theo ý của mình thôi. Mình không cần biết ai với ai hết, cứ sống mặc mình đó, mắc cái no thôi. Rất là khủng khiếp quý bà chị em. Khi mà mình chưa được đổi mới tâm trí, mình chỉ biết có mình. Và mọi người phải cung phụng mình. Cảm ơn Chúa là Chúa hạ tôi xuống và Chúa cho tôi được đổi mới tâm trí. Tôi thấy rằng là mình phải sống cho người khác, sống cho gia đình, cho cha mẹ, cho những người thân yêu xung quanh mình, sống cho hội thánh, sống cho mục đích và sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của mình đó quý vị. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta được thay đổi tâm trí thì chúng ta không còn sống theo cách ăn nết ở ngày trước nữa. Chúng ta thoát lốt người cũ quý mài che, rất là dễ dàng. Và chúng ta cần phải đầu phục ý muốn của Chúa cho đời sống của chúng ta. Hãy nói với Chúa rằng lạy Chúa, con không thể tự thay đổi được mình, con không thể nào tự thay đổi tâm trí của con được. Xin lời của Chúa và Thánh Linh của Ngài thay đổi con để con được trở thành con người mới. Và khi anh chị em sống trong con người mới của Chúa thì anh chị em thấy rằng là cuộc đời chúng ta sẽ được trở nên mới, sang một trang sử mới. Amen. Chúng ta sẽ không còn bản chất cũ của chúng ta nữa. Chúa Giêsu nói rằng là không ai lấy rượu mới mà đổ vào trong bầu da cũ, bởi vì nếu làm như vậy thì bầu cũ nó sẽ bị nứt ra và vỡ ra. Phước hạnh thiên đàng sẽ không thể nào tuôn đổ xuống trên một người chưa được đổi mới tâm trí. Bởi vì nếu những người đó họ nhận được cái sự phước hạnh của thiên đàng đó mà tâm trí vẫn còn y như cũ, vẫn còn ham thích tội lỗi, vẫn còn ham thích sống theo xác thịt, thì chính những phước hạnh của Chúa nó sẽ khiến cho chúng ta bị giết chết. Chúng ta sẽ không thể chịu nổi được những cái phước hạnh tươi mới của Chúa. Cho đến khi chúng ta được thay đổi tâm trí của chúng ta, làm sạch lòng của chúng ta bằng lẽ thật của Chúa, thì chúng ta sẽ mới có thể sống giống như Chúa và lời của Chúa. Trước đây khi tôi chưa được đổi mới tâm trí đó quý vị, thì tôi cứ đọc Kinh Thánh và nghĩ rằng là mình có thể làm được Kinh Thánh, làm được lời của Chúa ở trong Kinh Thánh. Nhưng mà tôi thấy rằng là càng đọc Kinh Thánh thì tôi càng không thể làm theo lời của Chúa được. Có bao nhiêu người chúng ta đã từng giống như tôi à? Tức là mình đọc Kinh Thánh rồi mình thấy rằng là ô cái chỗ này con phải tha thứ cho kẻ thù con, mình không làm được. Mình đọc cái chỗ kia nói là mình phải tránh xa khỏi những cái chỗ nhậu nhẹt hay là mê tham hay là những cái sự nghiện ngập. Mình thấy rằng là mình càng không làm được nữa. Không được nói dối, không được kiêu ngạo, không được nhìn những người khác giới mà với lòng tà dâm. Mình không thể làm được. Nhưng mà cảm ơn Chúa, quyền năng của Chúa Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta có thể làm được quý mà chàng. Chúng ta không cần phải cố gắng để chúng ta làm theo luật pháp, nhưng mà có Thánh Linh của Chúa bên trong chúng ta sẽ giúp cho chúng ta có quyền năng để chúng ta được đổi mới tâm trí qua lời của Chúa. Và chúng ta sẽ bởi quyền năng Thánh Linh của Chúa mà chúng ta có thể sống theo lời của Chúa quý mà cha. Ngày hôm nay tôi không cần phải cố gắng để tôi giống như một ông nhà sư rồi sống một đời sống tách biệt với thế giới tội lỗi. Nhưng mà tôi vẫn có thể có uy quyền ở trên chính mình để chọn sống đầu phục Chúa và làm theo lời của Chúa. Rất là dễ dàng. Ngày xưa mình không thể nào mình có sức để mà mình tự mình thay đổi lối sống của mình được quý mà cha. Mở miệng ra là cứ nói tiếng Đan Mạch, cho dẫu rằng là tiếng Anh hay là tiếng U gì không biết, nhưng mà cứ nói tục. Không thể thay đổi được. Tôi thậm chí tôi biết là mình có một cái gì đó cần phải được thay đổi nhưng mà không thay đổi được. Nó giống như là một cái gì đó nó ở trong bản chất của mình và mình không thể tự thay đổi được bản chất của mình. Cho đến khi Chúa thay đổi từ bên trong quý mà cha. Và tâm trí của mình cũng được thay đổi luôn. Và những lời nói của mình bắt đầu trở nên thanh sạch và có một sự chúc phước, có một sự chữa lành, có một sự gây dựng cho người khác. Nếu ông bà chị em chúng ta có một cái tính nết nào đó vẫn chưa được thay đổi, tôi khích lệ quý bà chị em hãy yêu mến lời của Chúa và làm theo lời của Chúa. Rồi lời của Chúa sẽ lột bỏ những cái gì cũ kỹ, những cái gì nó ương ngạnh xấu xa bên trong chúng ta đó quý vị, để chúng ta trở nên người giống như Chúa càng hơn. Amen. Và điều thứ ba đó là lời Chúa, phước hạnh thứ ba đó là lời Chúa khiến chúng ta được trở nên thành công và thịnh vượng. Lời của Chúa sẽ khiến chúng ta được thành công và thịnh vượng. Ở trong Thi Thiên đoạn 1 từ câu 1 chỉ câu 3 chép rằng là phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, là nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ được thịnh vượng. Cảm ơn Chúa. Đây là Thi Thiên mà tôi thuộc nằm lòng với bà chị em từ bé rồi. Nhưng mà cho đến khi mà Chúa thay đổi tâm trí của tôi thì tôi mới thấy rằng thật sự á, chỉ có suy gẫm lời của Chúa và để quyền năng của lời Chúa thay đổi chính mình thì mình mới có thể sống ở trong lời của Chúa mà thôi. Còn trước đây những kiến thức của Kinh Thánh nó chỉ là một cái gì đó giống như là mình biết cho có, chứ mình không thể làm theo được. Ở đây Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là chúng ta cần phải suy gẫm luật pháp của Chúa ngày và đêm, yêu mến nó, và lời của Chúa sẽ khiến chúng ta được phước ở trong tâm linh cho đến thuộc thể của chúng ta. Mọi sự chúng ta làm đều sẽ được thành vượng.
Ý muốn của Chúa là muốn chúng ta được thịnh vượng. Amen không quý bà chị em? Chúa muốn cho quý vị được giàu có, Chúa muốn cho quý vị được phước, giống như là Joseph của Chúa. Khi Joseph bị bán qua Ai Cập thì ông không có một cái giấy tờ tùy thân nào hết, ông không có căn cước công dân, cũng không có passport, không có giấy tờ gì hết, và ông bị bán như là một người nô lệ. Nhưng mà tại đó Chúa ở cùng với Joseph và Chúa ban phước cho Joseph từ một cái người nô lệ trong nhà của Potiphar, rồi bắt đầu ông trở thành quản gia, sau đó ông được cất nhắc lên và cuộc đời của Joseph sau này được gặp Pharaoh và trở thành một vị tể tướng. Và Joseph trở thành một nguồn phước cho không những cho Ai Cập nhưng mà cũng trở thành nguồn phước cho mọi dân tộc nữa, trong đó có gia đình của cha mẹ ông. Tôi tin rằng là khi chúng ta tin Chúa, chúng ta theo Chúa, chúng ta sẽ trở thành nguồn phước cho những người xung quanh của chúng ta. Và chúng ta sẽ trở nên người giàu có quý mời chị em. Có những người theo phái khắc khổ thì họ không tin điều này. Họ sẽ nói rằng là nếu chúng ta tin rằng là mình tin Chúa, mình giàu có đó, mình sẽ là những người theo tin lành thịnh vượng. Nhưng mà tôi thấy rằng là trong Kinh Thánh đó, nói với chúng ta là người tin Chúa và làm theo lời của Chúa một cách trung tín và kỹ càng đó, người đó cuối cùng người đó sẽ được phước và giàu có. Châm ngôn đoạn 10 câu 22 chép rằng là phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, Ngài chẳng thêm một sự đau lòng gì lẫn vào. Ở đây trong quý mà chị em có ai có con lại muốn con mình sau này đi bán vé số và nó sống nghèo khổ để mình được nở mày nở mặt với hàng xóm không? Ai chúng ta cũng mong muốn là con của chúng ta được thành công thành đạt đúng không ạ? Không ai muốn con của mình đi ăn mày ăn xin hết. Hôm qua tôi đọc một cái bài viết ở trên mạng. Người ta đã có một cái sự nghiên cứu và bài viết này nói rằng là có một dân tộc ở trên thế giới. Dân tộc này rất đặc biệt và dân tộc này không bao giờ có một người đi ăn xin ăn mày. Đó chính là dân tộc Israel, dân tộc Do Thái. Trong suốt lịch sử 2000 năm, tức là từ năm 70 sau công nguyên, họ đã bị mất quốc gia và mất nước của họ cho đến năm 1948, tức là cái giây phút mà họ được lập quốc trở lại đó. Thì trong 1900 năm họ lưu lạc ở trên thế giới như vậy, họ không có một người Do Thái nào đi ăn xin hết. Và đây là một cái dân tộc rất đặc biệt quý mà chị em. Chúng thấy rằng là đôi khi ngay cả chính người Việt của chúng ta mà sống tha hương cầu thực, chúng ta cũng có thể có một số trường hợp như vậy. Nhưng mà đối với người Do Thái không có một trường hợp nào đi ăn mày ăn xin hết. Và người ta nghiên cứu và thấy rằng là người Do Thái họ có một đời sống rất là tinh kính và rất là yêu mến Kinh Thánh luật pháp của họ. Và họ có một cái sự ham thích về kiến thức, họ rất là chịu đọc sách, họ rất là ham học. Và chính bởi vì cớ người Do Thái họ đọc sách, họ có kiến thức thì họ trở nên giàu có. Và Chúa ban phước cho họ rất lạ lùng quý bài cho em. Không có một người Do Thái nào bị bỏ hoặc đi điên mài hết, theo đúng lời của Chúa. Và điều này cũng có chép ở trong sách Thi Thiên. Thi Thiên đoạn số 37. Thi Thiên đoạn 37 câu số 25. David đã nói thế này: trước tôi trẻ rầy đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày. Quý bài cho em thấy lời của Chúa thành tín không ạ? David đã nói rằng là từ lúc mà tôi còn trẻ cho đến bây giờ già rồi, mấy chục năm rồi, tôi chưa bao giờ thấy một người công bình nào bị bỏ hay là dòng dõi điên mài hết. Và cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn nhìn thấy điều đó ở trong lịch sử của người Do Thái. Trong hơn 1900 năm qua, họ chưa có một cái trường hợp nào, một gia đình nào điên mài ăn xin hết. Và quý vị biết rằng là người Do Thái là một dân tộc thông minh nhất ở trên thế giới. Tất cả những cái phát minh khoa học đều từ những nhà khoa học nổi danh của Do Thái. Albert Einstein cũng là người gốc Do Thái. Và những cái nhà khoa học nổi danh ở trên thế giới này đều có gốc gác là người Do Thái. Chúng thấy rằng là người Do Thái khi họ tin kính Chúa, họ yêu mến lời của Chúa thì đời sống họ được thành công thịnh vượng. Chúng ta là người Do Thái thuộc linh của Chúa. Amen không quý mà chen. Chúng ta là người tin Chúa, là người Israel thuộc linh của Chúa. Bởi đức tin của chúng ta nơi Chúa Jesus Christ mà chúng ta sẽ trở thành con cháu của Abraham và chúng ta sẽ được thừa hưởng lời hứa của Abraham cho đời sống của chúng ta. Tôi có bố trong danh Chúa Christ, sự nghèo đói, sự nợ nần, những sự khổ sở nó phải ra khỏi những sự của Chúa trong buổi chiều này trong danh Chúa Christ. Quý bà chị em sẽ không còn số hộ nghèo nữa. Quý bà chị em sẽ không có ai nợ nần nữa trong danh Chúa Christ, và Chúa sẽ có cách để giải nợ cho anh chị em. Bởi vì chúng ta là dân Israel đặc biệt của Chúa. Amen. Dù ông bà chị em chúng ta có khó khăn hay là sống ở chỗ này chỗ kia, tháng này ở nhà trọ này, tháng sau ở nhà trọ sau, quý bà chị em ơi đừng lo. Nếu quý bà chị em trung tín theo lời của Chúa, chắc chắn Chúa sẽ khiến cho chúng ta được thành công, được thịnh vượng. Giô-sê đoạn 1 câu 7 câu 8 chép rằng là chỉ hãy vững lòng bền trí và cẩn thận làm theo thể luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho người. Chớ xoay qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thịnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo một điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được
may mắn trong con đường mình và mới được phước. Cảm ơn Chúa, Chúa có nhắc đi nhắc lại cái cụm từ đó là được phước, được may mắn, được thịnh vượng. Khi chúng ta giữ theo lời của Chúa thì chúng ta sẽ được thành công thịnh vượng. Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi phước hạnh thứ tư đó là lời Chúa khiến chúng ta có sự bình an lớn. Thi Thiên đoạn 119 câu 165 chép rằng là phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn, chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã. Ê-sai đoạn 26 câu 3 chép rằng là người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Cảm ơn Chúa, khi mà chúng ta yêu mến lời của Chúa thì Chúa sẽ cho chúng ta được bình an. Ngày hôm nay vì cuộc sống bận rộn rồi, cuộc sống hiện đại khiến cho nhiều người không thể ăn ngon ngủ yên và họ bị mất ngủ. Và họ phải dùng đến những thuốc an thần hoặc là phải hỗ trợ sức khỏe. Nhưng quý bà chị em ơi, nếu chúng ta yêu mến Chúa và yêu mến lời của Ngài thì chúng ta sẽ được Chúa ban cho sự bình yên. Chúng ta sẽ được ăn ngon, ngủ yên và không cần phải bị mất ngủ nữa quý bà chị em. Và khi chúng ta có giấc ngủ ngon thì cơ thể chúng ta sẽ được khỏe mạnh và chúng ta sẽ không phải yếu mệt. Ngày hôm nay có nhiều người họ không có sức khỏe, cho nên là kiến thức của họ, tài năng của họ không thể nào được tận dụng và họ bị sa sút. Nhưng mà nếu chúng ta là người được Chúa ban cho có giấc ngủ ngon, có sức khỏe tốt bởi sự bình yên của Chúa trong chúng ta thì chúng ta sẽ được thăng tiến ở trong ơn của Chúa. Nếu quý vị nào chúng ta bị mất ngủ thường xuyên, chúng ta hãy đến với lời của Chúa quý mà cha. Hãy đọc lời của Chúa. Đọc cho đến khi mà chúng ta được Chúa Ngài đem vào trong giấc ngủ ngon. Trước đây tôi cũng là một người thường hay bị mất ngủ một buổi tối. Nhất là khi mà tôi học cuối năm lớp 12. Học quá nhiều và khiến cho tôi bị stress, bị căng thẳng. Nhiều khi tôi không thể ngủ được một buổi tối. Cho đến 3-4 giờ sáng tôi mới ngủ được. Thì cảm ơn Chúa rằng là Chúa Ngài đã chữa lành cho tôi sau đó qua lời của Chúa. Và tôi không còn bị mất ngủ thường xuyên nữa. Cho nên lời của Chúa đem lại sự bình an cho chúng ta một cách đặc biệt quý mà cha. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 27 chép rằng là ta để sự bình an lại cho ngươi, ta ban sự bình an ta cho ngươi, ta cho ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Và phước hạnh thứ năm đó là lời của Chúa sẽ khiến chúng ta được tự do khỏi mọi sự trói buộc ở trong tâm linh của chúng ta. Thi Thiên đoạn 119 từ câu 44 cho đến 45 chép rằng là tôi sẽ hằng gìn giữ luật pháp Chúa cho đến đời đời vô cùng. Tôi cũng sẽ bước đi thông dong vì đã tìm kiếm các gì mối của Chúa. Ở đây cái từ thông dong đó quý vị, nó có ý nghĩa đó là tự do. Tôi sẽ bước đi một cách tự do vì đã tìm kiếm các gì mối của Chúa. Trong cuộc sống đôi khi có những khi mà chúng ta không được tự do khỏi tội lỗi. Chúng ta không được tự do khỏi những cái thói hư tật xấu của mình. Chúng ta không được tự do khỏi những cái sự trói buộc của ma quỷ. Chúng ta không được tự do khỏi bệnh tật và những sự rủa xả khác. Và chúng ta cảm thấy mệt mỏi khi mà chúng ta theo Chúa. Quý bà chị em ơi, lời của Chúa sẽ đem đến sự tự do thật cho chúng ta. Giăng đoạn 8 câu 31 cho đến 32 chép rằng là nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết là thật và là thật sẽ buông tha các ngươi. Và người Thái nói rằng là chúng tôi bị cầm buộc khi nào? Chúng tôi bị cầm buộc hồi nào? Chúa Giêsu nói rằng là ai phạm tội thì đó là tội mồi của tội lỗi. Câu 34 chép rằng là quả thật ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tội mồi của tội lỗi. Nếu đời sống của chúng ta chưa được giải quyết ra khỏi những cái gốc rễ của tội lỗi thì chúng ta vẫn còn sống ở trong những sự trói buộc của tội lỗi và của ma quỷ. Cho nên nếu chúng ta vẫn còn làm nô lệ cho cờ bạc, rượu chè, đỏ đen, những thứ thật xấu ở trong cuộc sống này thì quý bà cha ơi, hãy tìm đến với lời của Chúa. Lời của Chúa sẽ giải phóng chúng ta ra khỏi những sự trói buộc đó. Lời của Chúa cũng sẽ giải thoát chúng ta ra khỏi những sự trói buộc của những sự buồn bực, chán nản, ngã lòng, tổn thương, cay đắng, trầm cảm nữa. Đôi khi chúng ta không biết phải thoát ra bằng cách nào, nhưng quý bà cha ơi, đừng vội chạy đi đây đi đó để mà tìm kiếm người này người kia cầu nguyện cho mình. Nhưng mà hãy ngồi lại và tìm kiếm lời của Chúa. Và khi chúng ta có lời của Chúa đó quý vị, thì chính chúng ta sẽ được giải phóng và được chữa lành ngay tại chỗ đó. Ngày hôm nay tôi nhìn thấy có nhiều con cái Chúa, họ kiểu mà quá nóng ruột, quá sốt ruột, cứ lên mạng nghe một sư này một sư kia giảng, xong rồi tìm đến một sư đó, nhờ một sư đó đặt tay cầu nguyện cho mình để mình được giải thoát. Tôi thấy cách đó cũng được. Nó có thể là cách mà miệng liền Chúa cho cái người đó trong cái lúc như vậy. Nhưng mà sau đó cầu nguyện xong thì nan đề nó vẫn trở lại. Có những người họ nói với tôi, mục sư ơi, em qua bên mục sư Trương Quý rồi qua nhà môn dân cầu nguyện, quỷ bị đuổi ra khỏi, rồi em được chữa lành. Nhiều lần như vậy nhưng mà cứ tái đi tái lại hoài. Rồi qua tôi cầu nguyện, tôi cũng cầu nguyện chữa lành cho.
hết đau lưng rồi hết ma quỷ, nhưng mà sau đó vài ngày nó trở lại. Thì tôi mới khám phá ra rằng là không phải là mình không thể giải quyết được nan đề của người đó, nhưng mà cái nan đề của đó là người đó vẫn chưa có lời của Chúa thật sự sống ở trong lòng của mình. Người đó chưa để cho lời của Chúa cai trị và giải thoát mình ra khỏi tất cả những xiềng xích, những sự trói buộc. Có những khi Chúa ngài dùng một tôi tới Chúa nào đó để giải phóng chúng ta ra khỏi những cái quyền lực của ma quỷ, nhưng mà do lối sống của chúng ta chưa được thay đổi, chúng ta chưa có lời của Chúa thay đổi tâm trí và lối sống của chúng ta, cho nên là chúng ta vẫn trở lại với lối sống tội lỗi, chúng ta vẫn sống theo cái nhìn cũ của chúng ta, theo cái quan điểm của chúng ta, rồi chúng ta vô tình để cho ma quỷ nó trở lại hợp pháp cho đời sống của chúng ta. Cho nên khi chúng ta đối diện với nan đề, chúng ta cần phải nghĩ đến lời của Chúa đầu tiên quý mà cha. Và Chúa đã chữa lành cho tôi rất là nhiều bệnh tật, và Chúa thay đổi đời sống của tôi, Chúa ban phước cho tôi. Không phải bởi vì tôi đi đây đó, tôi gặp một sư này, một sư kia cầu nguyện cho tôi, nhưng mà tôi đã dành rất là nhiều thời gian, thậm chí là tôi thức khuya, tôi dậy sớm, tôi đọc kinh thánh và tôi ngồi lại với lời của Chúa quý mà cha. Và khi chúng ta có lời của Chúa rồi, tấm lòng của chúng ta sẽ được đâm sâu vào mảnh đất lời Chúa, và chúng ta sẽ được phước hạnh của Chúa. Chúng ta sẽ thấy rằng cơ thể của chúng ta được tự do khỏi tất cả những sự trói buộc, những sự mệt mỏi nặng nề. Nếu quý bà chị em buổi chiều nay nghe lời của Chúa và thấy rằng là trong tâm linh của mình có một sự trói buộc, mình bị trói buộc ở trong sự cay đắng, mình bị trói buộc ở trong những cái sự nóng giận, mình bị trói buộc ở trong những cái tà linh nào đó mà mình biết rằng là nó thật sự đến từ ma quỷ, quý bà chị em ơi, tôi sẽ không cầu nguyện cho quý bà chị em, nhưng mà tôi sẽ chỉ cho quý bà chị em có một cái bí quyết, có một cái nguyên tắc để quý vị có thể được phước ngay tại nơi mà chúng ta đang ở. Đó là chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa và đến với lời của Chúa. Amen. Hãy đọc lời của Chúa về sự chữa lành và sự giải cứu cho chính mình, quý mà chị em. Và khi quý mà chị em có lời Chúa rồi, quý mà chị em sẽ kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa, quyền năng của Chúa sẽ nổ ra ngay tại nơi quý mà chị em ngồi. Và sau đó quý mà chị em có thể đến với những mục sư, với những tôi tới Chúa, với những hội thánh của Chúa, được ơn và được sức dầu của Chúa để quý mà chị em được giúp đỡ trong sự giải cứu trọn vẹn. Nếu quý mà chị em chưa có nền tảng lời Chúa chắc chắn, thì hội thánh cứ sẽ phải cầu nguyện đi cầu nguyện lại và giúp đỡ cho quý mà chị em, giống như đứa trẻ mà nó cứ phải tập đi vậy đó quý vị. Chúng ta phải nâng đỡ nó té, mình phải đỡ nó lên rất là cực. Nhưng bây giờ thôi, để lớn rồi bắt đầu biết đi, được không? Mình có thể dìu tay nó, được không? Được. Nhưng mà quý mà chị em ơi, hãy để cho lời của Chúa, chính lời của Chúa là Chúa Giêsu, bởi vì Ngài chính là ngôi lời. Ngài sẽ nắm tay của quý mà chị em và tập cho quý mà chị em từng bước một. Mục sư trong hội thánh không thể nào mà đi theo quý mà chị em từ thứ hai cho đến thứ bảy để mà giúp cho quý mà chị em 24/24 được. Nhưng mà chỉ có lời của Chúa, kinh thánh sẽ giúp cho quý vị có thể bước đi theo Ngài mà không vấp ngã. Amen. Hãy kết bạn với lời của Chúa và hãy trở thành những người yêu mến lời của Ngài. Và phước hạnh thứ sáu đó là lời của Chúa mang lại sự chữa lành và khỏe mạnh cho thân thể của chúng ta. Châm ngôn đoạn 4:20-22 chép rằng là: Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nó lòng con, vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa khích lệ chúng ta hãy đến và chăm chỉ nghe lời của Chúa, nghiêng tai qua để nghe lời của Chúa. Bởi vì sao ạ? Vì lời ấy chính là sự sống cho người nào tìm được nó. Lời của Chúa là sự sống quý mà chứ em. Lời của Chúa cũng đem đến sự khỏe mạnh cho, có phải là cho tâm linh không? Không, không phải là chỉ dành cho tâm linh mà thôi, nhưng mà cũng dành cho toàn thân thể của chúng ta đó quý vị. Và tôi tin rằng là lời của Chúa có quyền năng để chữa lành cho thân thể của chúng ta một cách siêu nhiên. Cách đây vài tháng thì tôi có chia sẻ về một cái lời chứng rất là tuyệt vời. Đó là có một có hai mẹ con ở tại Bạc Liêu. Người mẹ thì bị ma quỷ nó trói buộc và làm cho cơ thể rất là mệt mỏi và đau đớn nữa. Không biết bệnh gì, đưa đi bác sĩ khám, bác sĩ cũng chỉ nói là bệnh này bệnh kia chứ không biết nguyên nhân tại sao. Và thế là hai mẹ con tìm đến với lời của Chúa. Và hai mẹ con, người con gái đã nói với tôi: Mục sư ơi, lạ lắm mục sư, khi mà em mở những bài giảng của mục sư cho mẹ em nghe đó thì lời của Chúa khiến cho mẹ của em không còn đau nữa. Và khi mẹ em nghe lời của Chúa thì mẹ em không còn đau, nhưng mà khi mà chuyển qua cái bài giảng khác hoặc tắt đó, thì lại đau. Cho nên phải mở lại nghe hết cái bài giảng đó thì mới được lành và khỏe. Tôi nghe cái điều đó tôi cảm ơn Chúa, bởi vì chính lời của Chúa đã chữa lành được cho cơ thể của con người chúng ta. Dù là quý vị đang ở đâu, hoặc là quý vị đang làm gì, dù là quý vị đang ở miền Bắc hay miền Trung, hay là ở cái miền nào xa xăm đi chăng nữa, nhưng mà nếu quý vị nghe lời của Chúa với đức tin và với tấm lòng khao khát, thì lời của Chúa sẽ chữa lành cho quý mà cha. Amen.
Số Kinh Thánh Ký đoạn số 15 câu 26 chép rằng là Ngài phán rằng nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, làm sự nghe thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ai Cập, vì ta là Đức Jehovah đấng chữa bệnh cho ngươi. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa đã hứa chắc một điều rằng là Ngài sẽ là đấng chữa bệnh chúng ta. Và khi chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta chăm chỉ, chăm chú nghe lời của Chúa, làm theo lời của Chúa thì chúng ta sẽ được Chúa Ngài chữa lành cho chúng ta. Amen. Tôi có một dòng danh đến Chúa Christ. Bệnh tật của quý mài chèm buổi chiều này nó phải cút ra khỏi thân thể của quý mài chèm. Những cái bệnh tật, những nan y, những ung thư nó phải ra khỏi quý mài chèm bởi vì lời của Chúa đã phán như vậy. Chúa sai lời của Chúa ra và chữa lành cho quý mài chèm. Amen. Khi quý mài chèm muốn được Chúa Ngài chữa lành qua lời của Chúa thì quý mài chèm cần phải có thái độ đức tin. Cần phải có một cái sự phát triển trong thái độ đức tin rằng là tôi sẽ được theo như lời của Chúa. Bởi vì lời của Chúa có quyền năng ở trên tất cả mọi sự, mọi vật. Khi mà trong cái cõi hư vô, không có cái gì hết, Chúa phán rằng là phải có sự sáng, thì ngay lập tức có sự sáng. Trước khi nha, quý vị để ý nha, trước khi chưa có mặt trời, mà Chúa Ngài nói rằng là phải có sự sáng, thì ngay lập tức có sự sáng. Vì sự sáng ở đâu ra? Quý vị thấy không? Vô lý. Chưa có mặt trời mà, đến ngày hình như thứ năm, thứ tư, thứ năm gì đó, Chúa mới dựng lên mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao. Vậy đó mà trước hết Chúa nói rằng phải có sự sáng thì ngay lập tức vũ trụ này có sự sáng. Vậy thì có những khi lời của Chúa đem đến một cái sự vô lý, một cái sự bất logic, nó không có logic gì hết. Tôi đang què, tôi đang bị nằm ở trên giường như thế này, nói chữa lành làm sao mà tính được. Nhưng quý mà chị em nếu tiếp nhận lời đó bằng đức tin, sự chữa lành của Chúa sẽ xảy ra. Amen. Trong hội thánh của chúng ta đã từng có người được Chúa chữa lành khỏi bệnh tiểu đường, rồi bệnh này bệnh kia, tưởng sắp sửa về với Chúa rồi, không qua khỏi. Nhưng tại Chúa đã cải lão hoàn sinh. Chúa đã khiến cho người chị em chúng ta không còn phải đau khổ và đau đớn ở trong bệnh tật nữa. Bởi vì có đức tin nơi lời của Chúa. Quý mài chèm ơi, nếu một người được chữa lành thì sẽ có những người khác. Nếu có một người được Chúa chữa lành thì sẽ có người thứ hai. Nếu có người thứ hai được Chúa chữa lành thì sẽ có người thứ ba. Amen. Lời của Chúa sẽ chữa lành cho quý mài chèm. Hãy đặt tay trên cơ thể của chúng ta và chúc phước cho cơ thể của chúng ta. Nếu quý mài chị em đang bị mắt mờ thì hãy đặt tay trên mắt của chúng ta và chúc phước cho mắt của chúng ta. Trong danh Chúa Jesus, mắt của tôi sẽ không bị mờ nữa. Chúa là sự sáng của mắt tôi và Chúa sẽ mở mắt cho tôi. Nếu chân của quý mài chị em đang đau, quý mài chị em hãy đặt tay trên chân của mình và hãy chúc phước cho chân của chúng ta. Chúc phước cho cơ thể của chúng ta, những bộ phận, những nội tạng nào nó đang bị yếu đau, nó đang bị sa sút hoặc là nó đang bị hư hoại. Quyền năng của lời Chúa sẽ đến và phục hồi cho cơ thể của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Và phước hạnh thứ bảy, phước hạnh cuối cùng, lời của Chúa sẽ khiến chúng ta trở nên môn đồ của Chúa và khiến cho người khác trở nên môn đồ của Ngài. Trước khi chúng ta trở thành người mà chinh phục người khác thì tấm lòng của chúng ta trước hết cần phải được lời của Chúa chinh phục chúng ta trước hết, quý mài chèm. Và khi chúng ta đi ra trên thế giới để chúng ta rao giảng lời của Chúa, đi khắp nơi rao giảng lời của Chúa thì chúng ta là những người có tầm ảnh hưởng trên người khác. Chúng ta sẽ là những người có tầm ảnh hưởng cho người khác và sẽ đi kết quả chinh phục thế giới này cho Chúa Jesus Christ của chúng ta. Quý mài chèm nghĩ rằng là một người có thể đem nhiều người khác trở lại với Chúa thì người đó có phải là người có ảnh hưởng cho người khác không? Phải chứ, đúng không ạ? Nếu không ảnh hưởng cho người khác thì ai nghe? Và nếu giả sử chúng ta nói về Chúa cho người khác mà người ta không nghe, đúng không quý vị? Thì hãy tin cậy Chúa rằng là những lời Chúa mà chúng ta gieo ra nó sẽ cứ ở trong lòng của họ. Và đến lúc Chúa sẽ khiến cho người đó có một sự suy gẫm và được ăn năn trở lại với Chúa. Matthew đoạn 28 câu 19 cho đến 20 chép rằng là vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Mác đoạn 16 câu 15 chép rằng là Ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, vậy những cái tin sẽ được cái dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu giống chữ độc cũng chẳng hại gì, hễ để tay cho cái đau thì kẻ đau sẽ lành. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta vâng theo lời của Chúa, chúng ta đi rao giảng lời của Chúa ở khắp mọi nơi, thì lời của Chúa nói rằng là chúng ta là người có tầm ảnh hưởng ở trên những người khác. Đây là một cái phước hạnh của quý bà chị em. Và để chúng ta trở thành người có tầm ảnh hưởng cho người khác thì chúng ta hãy vâng theo lời của Chúa, vâng theo đại mệnh lệnh của Chúa, và chúng ta đi rao giảng lời của Chúa thì Chúa nói rằng là sẽ có những cái dấu lạ, sẽ có những cái phép lạ cặp theo những lời giảng của chúng ta. Chúng ta có thể đặt tay cầu nguyện chữa lành, chúng ta có thể đuổi quỷ, chúng ta sẽ nói tiếng mới trong ơn của Chúa, quý mài chèm. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài giúp đỡ cho hội thánh của Chúa sẽ là hội thánh truyền giáo,
hội thánh của Chúa sẽ có ảnh hưởng cho người khác ở tại khu vực này. Amen. Và quý vị đặt tay cho người ta sẽ được lành. Và quý vị sẽ là nguồn phước cho mọi người dân tộc, cho mọi người ở xung quanh chúng ta, cho mọi dân tộc xung quanh của chúng ta. Amen. Và chúng ta không phải là nạn nhân của sự đũa xả, chúng ta không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, nhưng mà chúng ta là nguồn phước. Tôi tin rằng là tôi đi đến đâu, nơi đó sẽ có phước hạnh của Chúa. Là con cái Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện chúc phước cho nhau và hãy ủng hộ cho nhau trong mọi công việc. Amen. Nếu buổi sáng mà quý vị không có biết chỗ nào ăn sáng ngon ở tại khu vực Lộc Hưng này thì hãy đến ở tại quán cơm tấm của hai vợ chồng Truyện và Thảo. Quán cơm tấm của các em mở ở ngay phía trước Hội Thánh ở đây. Chúng ta hãy đến đó ủng hộ họ. Tôi đã đến ủng hộ trong tuần trước rồi. Cảm ơn Chúa là khi mà đến ăn sáng tại chỗ đó đó quý vị thì Chúa cũng khiến cho có người khác vào nữa. Còn trước khi chúng tôi đến thì không thấy ai hết, nhưng mà khi mà chúng tôi đến ăn sáng thì chúng tôi thấy có khách vào. Tôi tin rằng là con cái Chúa, chúng ta sẽ đem lại phước hạnh cho nhau. Amen. Yeah. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị để chúng ta trở thành những người có tầm ảnh hưởng cho người khác và đời sống của chúng ta sẽ được phước qua chính lời của Chúa. Amen. Và xin kính mời quý vị cùng đứng lên và chúng ta sẽ cùng cầu nguyện để chúng ta kết thúc sứ điệp này. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài bởi vì sự hiện diện của Chúa đang ở giữa vòng chúng con. Cảm ơn Chúa bởi vì lời của Chúa đã cho chúng con thấy được có những phước hạnh khi chúng con là những môn đồ trung tín và yêu mến lời của Chúa. Chúng con sẽ nhận được những cái phước hạnh ở trong đời sống của chúng con. Thứ nhất, chúng con sẽ có được phước hạnh ở trong sự khôn ngoan. Chúng con sẽ trở thành những con người khôn ngoan. Chúng con sẽ trở thành những con người mới. Chúng con sẽ được thành công, được thịnh vượng. Chúng con sẽ được có sự bình an của Chúa. Chúng con cũng sẽ có được sự tự do ở trong tâm linh của chúng con. Chúng con cũng sẽ có được sự chữa lành cơ thể của chúng con. Và chúng con sẽ trở thành những người môn đồ hóa người khác, người Chúa ơi. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con để chúng con trở thành những con người mỗi ngày chúng con càng đi lên theo Chúa. Chúng con sẽ trở thành những con người có thể ảnh hưởng được cho người khác. Và chúng con cũng trở thành nguồn phước cho những người xung quanh của chúng con nữa. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con được thay đổi bởi lời của Chúa. Nếu không có lời của Chúa, chúng con sẽ không thể nào có thể làm được bất cứ điều gì, Chúa ơi. Quả thật rằng nếu chúng con chỉ có Thánh Linh mà chúng con không có lời của Chúa, thì chúng con cũng sẽ chẳng có bất cứ công việc gì để chúng con làm cho Ngài. Xin giúp đỡ chúng con để chúng con mỗi ngày có lời của Ngài. Để khi có lời của Chúa rồi thì Thánh Linh của Chúa sẽ đến và giúp chúng con có thể hành động. Chúng con có thể được ra đi và kết quả theo ý muốn của Chúa. Xin lời của Chúa đầy dẫy trong lòng chúng con để chúng con được dư dật mọi sự khôn ngoan của Chúa. Để chúng con được sống theo đúng lời của Ngài. Và chúng con có một sự kết quả cho vương quốc của Đức Chúa Trời sau này. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Xin Chúa ban ơn và sức dầu tươi mới của Ngài trên quý mài cho em con. Những ai chúng con đang bị bệnh tật, xin Chúa Ngài chữa lành cho thân thể của chúng con. Những ai chúng con đang phải oằn mình vì ung thư hoặc là những bệnh nan y mà bác sĩ không thể chữa lành được, lạy Chúa xin hãy rời chạm đến chúng con và chữa lành chúng con trong phút này. Thì con thấy rằng là quyền năng chữa lành của Chúa không bao giờ thay đổi, lời của Chúa không thay đổi, cho nên là quyền năng chữa lành của Chúa cũng không thay đổi trên đời sống của chúng con. Trong danh đời Chúa Jesus Christ, bởi lần đón của Chúa Jesus đã chịu mà chúng con được Chúa chữa lành trong phút này. Con nói với lại thân thể của chúng con, những cơ quan nội tạng của chúng con đang bị bệnh tật, đang bị thoái hóa, đang bị mệt mỏi và kém sức, trong danh đời Chúa Jesus nó phải được sống lại trong phút này. Xin cánh tay chữa lành của Chúa Jesus Christ, bàn tay máu đinh của Ngài chạm đến cơ thể chúng con và chữa lành cho nội tạng của chúng con. Xin nâng đỡ chúng con tại trên giường rũ liệt, bởi vì chính Chúa sẽ đỡ chúng con khi chúng con nghe lời của Ngài với đức tin. Xin giúp đỡ chúng con để chúng con được tắc thắng bệnh tật và chúng con có thể khỏe mạnh, chúng con được sự chữa lành và được sự giải cứu ở trong lời của Chúa, trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài thành tín ở trong lời của Chúa. Ngài đã nói thì Ngài sẽ làm. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con được tự do khỏi tất cả những tội lỗi, được tự do khỏi tất cả những thói hư tật xấu, được tự do khỏi tất cả những lối sống cũ trước đây, và chúng con được tự do khỏi tất cả những quyền lực của ma quỷ, những kẻ gây ra bệnh tật, gây ra nan đề trong sức khỏe, trong gia đình, trong tài chính, trong công việc làm của chúng con. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để mỗi ngày chúng con theo Chúa, gần gũi với Chúa và gần gũi với lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Xin Chúa thánh hóa và thay đổi đời sống của chúng con để chúng con được trở thành những con người thánh, lầu thánh thật sự của Chúa. Chúng con sống trong một đời sống khiêm nhường, hạ mình và nên thánh với Chúa mỗi ngày. Còn cảm ơn Chúa, nguyện Chúa được vinh hiển, được tôn cao qua mỗi đời sống của chúng con là những người yêu mến lời của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý mài chèn. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.